Thi ơi, có em thiếu hai cái bịch mỡ với lại nước tắc rồi. Rồi, thiếu bịch mỡ nước tắc cho người ta, có còn rúa. Còn rúa đây rất là lạ. Rất là trong mọi người, thấy không? Thấy đồ trong đó không? Nè, YouTube này qua YouTube kia. Trong không? Cưng. Có một sốt teo cho chị. Rồi, cảm ơn Cưng nghe. Trời ơi, ghét quá vậy. Trời ơi, mua quá trời vậy. Chắc tôi nghĩ mấy đè. Bà đem qua cho mấy bà kia nữa phải không? Đi chơi thương vậy trời. Thấy mẹ hết rồi. Ủa vậy không, em ngồi đợi đi, chị đẻ ra nữa nha. Còn Còn hôm nay mới được chị ngoài đời. Vậy hả? Em có thất vọng không? Không, chị đẹp hơn em nghĩ. Vậy con này nếu biết con nhỏ công nhận nhỏ này nó thiệt tình dễ sợ. Không, chị tặng em mấy cục trứng cút. Chết mẹ, chị hết trứng cút rồi. Trứng gà có gì nữa? Còn trứng gà, còn tấm lòng yêu thương của tôi được không? Chị ghét. Ok, chụp đi. Thêm tấm nữa nha. Trời. Chụp hoài má. Rồi, cảm ơn chị. Chụp hết bộ nhớ luôn đi em. Chụp lên chụp đi. Chị dính hơn thôi. Chụp hết dung lượng đi. Rồi, khỏi mình đi. Từ ra. Trời ơi. Chở gì nhịn chậm đi trời. Rồi, chụp đóng rồi đó. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cười khóc vậy? Hả? Cười hay khóc vậy? Không, em đang cười. Đợi cách đi tí xíu nha mọi người nha. Con coi trong đó có trứng không? Con kêu trứng ra luôn đi con, chạy vô kêu trứng ra luôn đi. Tay Thi đưa bắp nữa, Tay Thi mới gửi bắp nữa. Trời, mấy bà cứ gửi đồ qua mà mình không có gửi cho bà mấy bà cái gì luôn á. Mà tại không có ai đi qua gửi á. Mấy đứa này con của cách đi qua bển ăn ủng hộ bé nè. Con có nói là quên nữa, chị Thi gửi lời thăm mẹ. Nói là bán đắt quá. Ủa lộn, bận quá qua không có được. Nói mẹ đừng buồn. Gì đâu trời ơi, có gì đâu mà buồn. Chị em hiểu mà. Ok, qua đây em. Không có chê được. Nhí lộn. Chị review thử bên trong có gì chị? Có con rúa. Con rúa đây rất là lạ. Rất là trong mọi người, thấy không? Thấy đồ trong đó không? Nè, YouTube này qua YouTube kia. Trong không? Cưng. Có một sốt teo cho chị. Rồi, cảm ơn Cưng nghe. Nó trời ơi, ghét quá vậy. Bánh bao tám trứng nè. Trời ơi, mua quá trời vậy. Chắc tôi nghĩ mấy đè. Bà đem qua cho mấy bà kia nữa phải không? Đi chơi thương vậy trời. Trời ơi, ghét không. Ngày nào cũng có người cho ăn gì đó. Hả? Ok. Ừ, ok. Cứ bây giờ mọi người mua nhiêu bán nhiêu nha. Đợi lâu quá hả? Đúng rồi. Anh ơi cho em ba bịch đi. Không, chưa để từ từ. Chưa, nó đuổi. Quay tầm 3 rồi đó. Ngon biết đuổi. Cảm ơn nhiều. Em đâu gì coi ba. Muốn sao không? Anh đầu tiên.
người kế tiếp. Cảm ơn em. Bao nhiêu rồi? 30. 4 bịch bao nhiêu? 4 bịch là... Dạ, cho em 104 bịch. 4 bịch. 2 bịch nhiều em. 2 bịch 50 em. Đầy đủ không? Thiếu gom xoài. Thiếu gom xoài nha. Ừ. Tôi muốn lấy thì tôi lấy, không lấy cũng sao đâu. Cứ để lại cho chị. Ừ. Cái này là 100 ngàn, đưa cho chị là 50. Ừ. Cảm ơn em. Không sao đâu. Đó. Giờ này hết rau răm xoài á, là ai mua được thì các thi bán, không được không sao. Cứ việc đưa lại cho các thi. Mấy. Ok, con ngồi đó đi, khi nào giờ chú la lên là con đứng lên. Chú hay mẹ. Trời, bánh bao 8 trứng. Ghê vậy? Mở ra. Phan cho đây. Ừ, Phan tặng. Chị, kế tiếp. 50. 2 bịch 30 luôn. Con ơi, để mình thiếu trứng á, con bán là 1/525 thôi, nghe không? Không sao đâu. Tại mình thiếu trứng á. Con ơi. Thơm quá. Chị ơi, tới người anh ơi. Đây là một con bánh bao của mẹ con không? Nào bự hơn ta. Tha 1/50, 2/50 ha con. Thơm ghê á. Thôi tôi để lợi, tôi không cho mấy ông YouTube ăn đâu. Ăn ăn. Nó giỡn chưa? Mọi người muốn ăn ăn nè. Ăn không? Em ăn quá. Ủa mì ăn như xong rồi, bánh bao rồi. Mọi người ăn không? Đã có bánh bao sẵn. Thôi chắc YouTube không ai ăn đâu. Có Trúc ăn kìa. Trúc ăn. Đúng một phần rồi. Trúc ơi. Đã có 2 cái bánh bao rồi, để cho người khác ăn đi. Đã có mấy ăn rồi. Chưa mọi người. Ủa sao có kêu ba không kìa, nó kêu ba nãy giờ không nghe trời. Có kêu ba nãy giờ. Chị ơi, của em thiếu 2 cái bịch mỡ với lại nước tắc. Rồi, thiếu bịch bỏ nước tắc cho người ta kiểm tra lại kỹ đi. Thì chừng bỏ, đổ ra bao qua trộn điều cho chị. Mẹ ơi, nhiều cái này cho mấy chú em xin đi, mẹ có 2 cái bánh bao rồi. Đây, ok, cảm ơn mọi người. Rồi từ mọi người từ từ. Trưởng hàng xã. Có. Sale đi, sale đi, giảm 50% đi. Giờ tối là cần phải chuyển cái kia gì đó. Sale giảm 50% đi. Đúng rồi, bao cái mãi đó, bao cái mãi. Ai có ăn thêm phần bánh mì nha. Mấy phần? 1 phần. Vậy thì khuyên mãi ổn mày đó giờ. Ừ, trò chuyện vào. Trời giờ nó đâu có ngon đâu. Giờ con ngon. Cũng vậy hả? Thôi 50. Tôi chỉ 2/. Giờ này giờ cuối nó đâu còn ngon đâu. Trứng còn đâu. Không phải đợi trứng hả? Rồi. Cứ ngồi đợi trứng mọi người. Hết tiền 1/. Một phần. Mẹ đưa nhiêu? 50. 50 hả? 50. Mới đưa 50 rồi. Ngồi đợi em nha. Lấy ngồi tới ghế đi chị. Sao không? Giờ này cuối nó còn cái gì đâu. Nó hết rau găm, hết xoài. Cho nó ngon được. Tới chưa? Phải ăn thử. Tại con ấy nó không ngỡ ăn chuối, nó ngon lắm. Ta chỉ ăn thử. Trời ơi là trời. Ai ăn thì vừa miệng người ta khen ngon thôi. Còn không vừa miệng người ta chế mấy hồi. Mẹ kêu kìa. Còn nó mới lại như chồng kìa. Để em. Còn ngồi đợi em đi mọi người, em vô chồng em coi còn. Đợi xíu mọi người ơi. Em coi để em lấy trứng ra, mọi người đợi em nha. Không cần tụ lại đâu mọi người. Tội nghiệp mọi người, ngồi đi. Các thi đã vào trong chuẩn bị đánh chén rồi á, bây giờ thì cũng gần tối rồi á, nên cách đến mua bánh chén của các thi cũng đã giảm lượng buổi chiều rồi nha các bạn. Các bạn có thể thấy là bây giờ là lượng khách ngồi cũng khá là ít, vì mọi người biết là gần tối thì các thi cũng sẽ nghỉ sớm.